Tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy cái cách mình nhân giống cây sung mì của mình nhé. Đây, đây là cái cây sung mì mà mình đã tiến hành chiết. Thì cái cách chiết của cây sung mì này thì mình đã giới thiệu cho các bạn ở các clip khác. Còn hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy cái những cái cây mà mình đang chiết nhé. Cái cây này thì nó mới cao khoảng tầm 40 phân thôi. Thì mình sẽ chia nó làm hai đoạn thế này, một đoạn gốc của nó thì mình để sau này mình tào tán, còn cái đoạn chiết ở bên trên thì mình tiếp tục nhân rộng nhé. Đấy, các bạn với phương pháp này các bạn sẽ làm nhân rộng theo cấp số nhân dần dần các bạn nhé, 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 6. Đó là cái cách mình nhân rộng cái cây này, tại vì hiện nay cây giống sung mì này trên thị trường giống rất là mắc các bạn ạ. Đấy, đây là cái cây này mình cũng vừa mới chiết trồng được 1 tháng thôi, thì hôm nay mình lại tiếp tục chiết nó lần thứ hai. Để các bạn thấy nhé. Đây. Đấy. Đấy, các bạn thấy nhé. Còn đây là cái chiết của mình lần trước. Cái cây ngắn, bé hơn. Nó hiện tại nó đang lên chồi như thế này đây. Đây nữa, đây là một cái mình cũng vừa mới chiết xong. Đấy, các bạn có thể quan sát đây. Còn cái cây này thì nó đang hơi yếu, cho nên là mình chưa tiến hành chiết với cái này. Đấy, đây là những cái cây mình vừa mới trồng các bạn nhé. Còn giờ mình sẽ cho các bạn thấy một cái cây tốt hơn, mình cũng đang chiết cành bằng cái phương pháp cũ đấy. Đây, đây là cái cây cũ của mình. Hiện tại mình cũng đang lấy một cành chiết ở trên này. Này mình mới chiết được 4-5 ngày thôi. Đây là cái cành cũ mình đã cắt rồi, hôm nay nó lại ra một chồi mới tiếp các bạn nhé. Đấy, và dưới này nó cũng có một chồi nữa này. Đấy, các bạn thấy ở phía xa xa dưới này không? Nó là một chồi nữa. Cái này mình đã lấy tất cả ba cái cây rồi các bạn nhé, ba đoạn cây chiết rồi. À, cái này là cây thứ tư các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái cây mà sau khi lấy cành chiết thì mình có thể vừa lấy cành chiết vừa tào tán cho nó luôn. Đây, đây là cái cây sung mì lần trước mình đã lấy một lúc hai cây của nó, và này thì nó đã bắt đầu rán trôi rồi. Đấy, các bạn thấy đây. Đấy, nó đã bắt đầu rán trôi thế này các bạn nhé. Nó có hai cái ở dưới, phía dưới nó có rất nhiều trôi bẻ nhé. Đấy, về bên này nữa. Đấy, như thế là các bạn sẽ đỡ mất công tào tán các bạn. Đấy, các bạn này vừa có cái cây con để các bạn trông nữa. Như cây này cũng thế, hôm trước mình đã lấy hai cái cây mình vừa trồng phía bên trên, lúc nãy mình vừa dẫn các bạn xem mấy cái bầu chiết phía trước đấy, là chính là cắt từ những cái cây này ra đấy. Thì nó mới 1 tháng, sau 1 tháng thì nó ra trôi được thế này rồi đấy. Đấy, bây giờ thì các bạn sẽ không cần phải tào tán như cái này nữa đấy. Chúc cả nhà thành công với cái phương pháp nhân giống cây sung mì này nhé. Với phương pháp này thì các bạn sẽ đỡ tốn tiền giống rất là nhiều.